Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay túi da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những cái sản phẩm mới. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Hôm nay shop sẽ tiếp tục lên giày nam. Và hàng của shop đã qua sử dụng ha, còn mới khoảng 80 đến 90%. Giá trên video là chưa bao gồm phí vận chuyển. Và shop và túi da Nhật Cần Thơ chuyên về túi ha, túi si Nhật và dài nam và nữ và túi da, các sản phẩm túi da và có một khung giờ là 8 giờ là quần áo ha, quần áo. Và sắp tới sẽ có một cái kiện hàng về áo thun nam. Đang giặt ủi ha, đang giặt ủi. Đầu tiên đó là một đôi giày, size của đôi giày này là size 42 ha, size 42. Và cái độ mới khá là mới. Và giày công sở 24, size 42, độ lọt lòng bên trong là 260. Màu đen. Bên trong á, thương hiệu Vitacop. Và cái đôi giày này khá là thông minh, cái chiều cao lên khoảng 4 phân nha, chiều cao lên khoảng 4 phân. Đôi giày này mình mang vô có thể mình cao lên được 4 phân. Và da thật, da dặn chắc chắn, rất là đẹp. Size 42. Lên giùm shop một cái mã là 8160 ha, 790. Do hàng si Nhật thì cái độ va vấp thời gian sẽ va vấp chút xíu ha. Ở cái phần gót đang như thế này. Và đây nó sẽ còn cái mã code ha, nhưng mà nó bị phai rồi. Lên giùm shop một cái mã là 8160 790k. 8160 790. Và kế đến đó là một đôi giày nam ha, công sở thương hiệu Rover, dạng buộc dây. Da thật 100% ha. Và về cái chất liệu da của những hàng mà sinh nhật thì mình yên tâm mà sử dụng ha. Thương hiệu Rover, dập nổi phần bên trong và độ lọt lòng bên trong là 250. 250 là tương ứng với size 40 ha. Và Made in Korea là gia công tại Hàn Quốc ha, gia công tại Hàn Quốc, hàng này từ Nhật về nhưng mà gia công tại Hàn Quốc. Đây là cái phần để bên trong. Size này là size 40, độ lọt lòng 250. Và đây là cái phần để thương hiệu Rover, mang cực kỳ êm chưng. Thương hiệu Rover ở đây. Lên giùm shop một mã một không bảy sáu ha, 590k. 1076 590. Và kế đến đó là một đôi giày giá thật 100%. Giày màu đen, giày màu nâu sô cô la ha. Và đây là cái phần đế giày. Và đây là cái phần đế ha, size 41, tương ứng với cái độ lọt lòng bên trong là 255.
Về công sở. Để sếp sẽ lấy cái này ra để cho mình xem bên trong ha. Cái phần gót bên trong. Thương hiệu ha, Silivo. Da thật. Rất là đẹp ha. Lên giùm shop một cái mã 1125 509 1125 509. Size 41 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 255. Và cái đến đó là một đôi giày da thật 100%. Màu nâu sô cô la. Và đây là cái phần đế giày có thương hiệu nhập nổi trên cái phần gót ha. Và bắp thời gian. Và ở đây bên trong cái phần đế dài thương hiệu là Bontonima, độ lọt lòng bên trong là 265. 265 tương ứng với size 43. Đây nó sẽ có một cái phần nơ phía trước ha, phần nơ phía trước. Và đây cái đôi giày da thật 100%. Và bên trong ha, lót sạch đẹp hết, da thật hết. Lên giùm shop một mã 1040 ha, 1040 590k. 1040 590. Và cái đến đó là một đôi giày, màu này là màu đen, da thật 100%. Và đây là cái phần đế dài, cái phần đế dài là 260 260, tương ứng với cái size này là size 42 ha. Da thật rất là đẹp. Và đây cái phần da rất là đẹp luôn, da thật 100%. Và cái phần lót bên trong, lót bên trong dập hiệu thương hiệu Arira by Hansen, sạch đẹp hết ha. 260 tương ứng với size 42 ha. Mang cực kỳ êm chân ha. Lên giùm shop một cái mã là 8083 590k. 8083 Cái đến đó là một đôi giày thương hiệu Mút, giá thật 100%. Đây là cái phần đế dài ha, đế dài dập hiệu thương hiệu Mút và màu nâu sô cô la. Đây cái phần Mút này mang bên trong là cực kỳ yếm chân. Và size này là size 41 ha, size 41 tương ứng với cái độ lọt lòng bên trong là 255, size 41.
lên giùm shop một cái mã là 1090 ha, 590k, 1090 590. Và cái đến đó là một đôi giày giá thật 100%. Đây là cái phần đế ha, phần đế ba vóc thời gian. Giá thật. Đây cái phần lót bên trong ha. Giày này cái độ mới khoảng 75 thôi, 75%. Nó sẽ có những cái vết thời gian khá là nhiều, đặc biệt là cái phần đế này, đế cây ha. Size này là size 42, tương ứng độ lọt là bên trong là 260, 260. Lên dùm shop một cái mã là 1078 ha, 1078. Hôm nay shop sẽ giảm còn 350 ha, 1078 350. Và kế đến đó là một đôi giày cực kỳ đẹp ha. Màu này là màu nâu. Giá thật 100%. Đây là cái phần đế dài 260. Độ lọt lòng bên trong tương ứng với size là size 42 ha. Thương hiệu Dadi Nara handmade ha. Làm bằng tay, làm thủ công. Giá thật 100%. Lên nhìn shop một mã 1127 ha, 1127 590. Cái đến đó là một đôi giày da thật 100%, da cực kỳ dày dặn và chắc chắn, màu đen. Và đây là cái phần đế dài ha, và đây là cái phần đế dài da thật. Và rất là đẹp luôn. Bên trong ha, bên trong có thương hiệu Sibilo dập nổi ở trên cái phần gót. Da thật 100%, da cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Và size của đôi giày này là size 44 ha. Size 44 tương ứng với độ lọt lòng bên trong là 270. Lên dùm shop một cái mã là 8084 ha, 8084 590, 8084 590. Giá thật 100%. Cái đến đó là một đôi giày giá thật 100%, thương hiệu là Miss Shop
và size này là size 42. Size 42 tương ứng với cái độ lọt lòng bên trong là 260 ha. Và cái dài này sẽ có những cái dấu vết của thời gian. Thương hiệu Misef. Và cái phần bên trong lót bên trong ha, là sạch đẹp hết. Độ lọt lòng bên trong là 260, tương ứng với size 42. Lên dùm shop một cái mã là một không ba bảy ha, 509. Hôm nay shop sẽ giảm còn 350 ha, 1037 350. Kế đến đó là một đôi giày da thật 100%. Và đây là cái phần đế dài ha, thương hiệu KBI, dập nổi với dưới cái phần đế. Và độ lọt lòng bên trong là 260, tương ứng với size 42. Da thật, chất da khá là đẹp ở đây. Và đây là cái phần đế ha, bên trong lót nhập hiệu thương hiệu KBI, dài dạng buộc dây ha. Lên dùm shop một cái mã là 8087 ha, 590k, 8087 509, size 42. Và kế đến đó là một cái dài thương hiệu Mood ha, size này là size 44, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 270. Phần đế dài, dài thể thao khá là đẹp ha, da thật 100%. Lên dùm shop một cái mã là 8089 ha, 590k, 8089 590. Và kế đến đó là một đôi giày dạng buộc dây, da thật 100%. Và đây là cái phần đế dài, thương hiệu là Tandy, size này là size 40 ha, size 40. Thương hiệu Tandy là thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật, da thật 100%. Và ở đây cái phần lót bên trong dòng Michelle ha, thương hiệu Tandy, size 40, tương ứng với cái độ lọt lòng bên trong là 250. Lên dùm shop một cái mã là 1043 ha, 590k, 1043 590. Và kế đến đó là một đôi giày da thật 100%. Và đây là cái phần đế dài, phần đế dài có một lớp chống trượt ha. Phần lót bên trong là thương hiệu ha, Johnson and Moonfire, da thật 100%. Đây là cái phần đế dài ha, da thật.
lên giùm shop một cái mã là 8093 ha, size 43, tương ứng cái độ lọt lòng bên trong là 265, 590k. Và kế đến đó là một đôi giày da thật 100%, màu lại là màu nâu khá là đẹp, thương hiệu Ross. Đây là cái phần đế giày, giày lùi ha, bên trong sạch đẹp, size này là size 41, tương ứng với cái độ lọt lòng bên trong là 255. Độ mới khoảng 75%. Màu này là màu vàng bò. Lên giùm shop một cái mã là 1095. Hôm nay shop giảm còn 350 ha. 1095 350k. Kế đến đó là một đôi giày size 43, da thật 100%, và cái phần này là phần đế ha, cái phần thương hiệu Roden Rust Made in Italy, da thật 100%, và đây cái phần lót dài, và đây cái phần lót dài ha, da thật ở đây size 43. Size 43 tương ứng với độ già lọt lòng bên trong là 265. Lên giùm shop một cái mã là 8121 ha, 690k. 8121. 690. Và kế đến đó là một đôi giày thương hiệu Adware. Thương hiệu Adware là thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý ha, hàng thì từ Nhật về. Phần dưới thì có gia công một lớp chấm trượt ở đây. Độ lọt lòng bên trong là 255, 255 tương ứng với size là size 41 ha, size 41. Và ở đây nó sẽ có một cái dấu vết thời gian. Lên giùm shop một cái mã là 8144 ha. 8144 790. Hôm nay shop sẽ giảm còn 490 ha. Thương hiệu Adware của Ý. Đến đó là một đôi da thật 100%, và đây là cái phần đế dài rất là đẹp ha, và cái size này là size 41, size 41 thì cái độ lọt lòng bên trong là 255, da thật 100% ha. Đây cái chất liệu da này, rất là dày luôn, và cái độ lọt lòng bên trong, cái phần lót bên trong sạch đẹp, rất là ok ha. Size 41, dài này mình mang đi đám hoặc là đi đi làm công sở cũng rất là đẹp luôn. Lên giùm shop một cái mã là 8111 ha, 590k.
kế đến đây là đồ một đôi giày màu nâu ha, giá thật 100%, do hàng nguyên kiện về thì bị cấn cái mũi này ha, bị cấn cái mũi, thương hiệu là Etenco, và cái độ lọt lòng bên trong là 245, giá thật 100%, tương ứng với size 39 ha. Lên dùm shop một cái mã là 1120 590k, 1120 590. Kế đến đó là một đôi giày thương hiệu Zara Men. Và đây là cái phần da ha. Và đây là cái phần đế thương hiệu Zara Men. Và size này là size 41 ha. Lên giùm shop một cái mã là 1067 ha. 1067. Size 41. Tương ứng với cái độ lọt lòng bên trong là 255. 1067, hôm nay shop sale còn 350 ha. Giá thật 100%. Và size 41 ha, size 41 tương ứng với độ lọt lòng bên trong là 255, giá thật 100%. Và ở phần bên trong có thương hiệu Rira, khá là nổi tiếng ha. Ở dưới đây thì nó sẽ gia công một lớp chống trượt ha. Lên dùm shop một cái mã là 8080, 590k. Và kế đến đó là một đôi vàng độ mới khoảng 75%, size này là size 42 ha, thương hiệu Etenco, độ lọt lòng bên trong là 260. Ở phần đế thì nó sẽ có da dấp thời gian cái phần lót bên trong ha, 260, lọt lòng bên trong. Lên dùm shop một cái mã là 6562 ha, 200k. Và những đôi shop giảm giá thì cô chú anh chị cộng phí ship vào 20k dùm shop ha. Và một đôi giày giá thật 100% ở đây, giày công sở ha. Và đây là cái phần mũi giày, nó sẽ có một cái vết ở đây ha, một cái vết ở đây, thương hiệu là Kenmore, dập nổi ở trên cái phần lót ha. Đây là cái phần đế giày, Martin Saban ở dưới. Và độ lọt lòng bên trong là 250, tương ứng với size này là size 40 ha, size 40. Lên dùm shop một cái mã là 6607, 6607, 200k. Và kế đến đó là một đôi giày giá thật 100%, màu này là màu vàng bò. Đây là cái phần đế dập hiệu thương hiệu Tandy, size này là size 42, size 42 tương ứng với cái độ lọt lòng bên trong là 260.
lên giùm shop một cái mã là 8124 ha, hôm nay shop giảm còn 350. Bên trong dập hiệu thương hiệu Tandy 260 350. Tám một hai bốn ba trăm rưỡi. Và cuối cùng đó là một đôi giày da thật 100%, size này là size 42, dạng buộc dây màu vàng. Và cái phần lót bên trong sạch đẹp hết ha. Size 42 tương ứng với độ lọt lòng bên trong là 260. Lên dùm shop một cái mã là 8086. Hôm nay shop sẽ giảm còn 350 ha. 8086. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay ha. Mong rằng cô chú anh chị sẽ lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Tạm biệt cô chú anh chị.